Xin chào quý nhà đầu tư. Hôm nay Đất Sóc Sơn .net đang có mặt tại cổng sân golf Hà Nội này. Anh chị em có thể nhìn thấy cái cổng sân golf Hà Nội đây. Đó. Thì đó, đây là cổng sân golf, cổng chính dẫn vào sân golf Hà Nội này, Hà Nội Golf Club này. Thì đối diện với lại cổng chính Hà Nội Golf Club thì chúng tôi đang có một cái lô đất. Một cái lô đất này rộng khoảng 7.000 m², 6.800 m² với cái mặt tiền nó rơi vào tầm 50 m², 50 m chiều dài. Lô đất sẽ chạy sâu vào khoảng hơn 100 m. Và trước mặt của mảnh đất thì nó đã được đổ nhựa rồi. Đường xá rất là đẹp rồi. Bên cạnh là các cái biệt thự của các anh em Hà Nội mà hay đến golf. Thì lô đất thì có giới hạn bởi cái tường, từ cái tường mà có cái cột điện mà anh em nhìn thấy phía trước này. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy cái cột điện và cái tường vây xung quanh rồi. Thì bốn phía của lô đất này đều đã có tường rồi. Mà đây là một trong những lô đất cực kỳ đẹp. Có thể nói là đẹp nhất nhì cái đường 14 này. Mà nó có một cái đường sau đuôi của nó có một con suối và nhìn view ra núi. Nhưng mà vì cái điều kiện cây cối nó rậm rạp này cho nên là anh em chúng tôi là cũng không có vào được, không chèo vào được. Về cơ bản thì lô đất này đang được chào bán với giá là 1,75 triệu, tức là 1,75 triệu nhé, trên 1 m². Đấy, và trên cái lô đất này thì nó sẽ có 800 mét đất ở, còn lại là đất vườn liền kề. Tuy nhiên thì sổ sách thì đang trong quá trình làm. Nếu mà anh chị em nào mua thì có thể về xây dựng, sau đó thì sẽ làm sổ song song cái quá trình xây dựng đấy luôn. Đấy, đường sau là núi luôn, rất là đẹp luôn anh chị em kìa, cực kỳ đẹp. Cổng chính là sân golf, đường nhựa, nơi tập trung của giới thượng lưu. Đường sau là núi, suối và chếch một chút là hồ Ban Tiện. Lô này là 1.750.000 1 m². Anh chị em nếu mà quan tâm đến lô đất này hãy liên hệ với datsaosơn.net của chúng em. Thì hy vọng là cái lô đất này có nhiều anh chị em ưng, cũng như là nếu mà không muốn mua cả lô thì có thể rủ 2-3 anh em trong hội bạn bè mua chung. Thì nó chỉ có 6.800 m² thôi, chỉ có 6.800 thôi nhé. Và datsaosơn.net xin rất là cảm ơn anh chị em đã ủng hộ cho chúng em trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng là các cái thông tin mà datsaosơn.net này mang lại cho quý anh chị em là bổ ích. Chúng em luôn cam kết là đưa những cái sản phẩm mới nhất và thông tin nó trung thực và chính xác nhất đến cho anh chị em một cách nhanh nhất. Hy vọng là anh chị em hãy subscribe kênh và ủng hộ trên cái bất động sản Sóc Sơn của chúng em. Công ty chủ quản là NBD Việt Nam. Cảm ơn quý anh chị em.